Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên Hoàng Tuấn xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn cùng với anh chị em bên đội ngũ YouTube. Xin chúc cho tất cả các bạn có một cuộc sống thật là an lành. Thì hôm nay mình mới vừa hoàn thành hai sản phẩm là một cặp súp kép 50 và một cặp súp đơn 50 nha các bạn. Thì cái vỏ này thì anh này hình như cũng ở ngoài miền Bắc các bạn đó, nhưng mà mình cũng không nhớ tên gõ, nhưng mà tên thì không quan trọng nha các bạn nha. Đó, mình không nhắc vào trong cái video của mình để giữ cái quyền riêng tư của mỗi người khách. Còn cái cặp này là nằm anh em nằm chung quyện nha các bạn, chung quyện với mình là quyện Cái Sách. Đó, cặp này là súp đơn 50, cặp này là súp kép 50. À, thì cái cặp súp kép này thì phải nói là cái hậu nó thật sự mà nói là rất là chuẩn nha các bạn. Thì cái này nó cái hậu nó tới 80 đó các bạn. Và chiều cao nó là 54 và bề ngang nó là 1m3. Thì cái cặp này thì nếu như mà anh em nào muốn chơi hàng chuẩn, hàng tra tấn đúng kiểu, đúng cách, không chế biến gì hết, thì cái cặp này phải nói là nó chuẩn, cực kỳ chuẩn nha các bạn nha. Tại vì nó đủ hậu, đủ cao và đủ chiều ngang luôn. Đó, nói chung là mình không có chế cháo. Nó mình là coi như là mình làm nó là đúng một cái quy cách của cái súp, không có chế biến tất cả mọi thứ nha các bạn nha. Mọi thứ đều là y gan hết, không có chế biến, cho nên là cái cặp súp này là cái lực của nó rất là khủng. Đó, thì mình nói thì chỉ nói qua cái miệng của mình vậy thôi. Còn về cái anh khách này anh xài có ok không thì cái phần đó là cũng còn lệ thuộc vào cái anh khách này nữa. Đó, thì các bạn thấy không, mình sơn chuyến này tới công chuyện luôn nha các bạn. Mình sơn chuyến này tới công chuyện luôn, các bạn thấy cái gai này nó cực kỳ là dày luôn. Nó dày khủng khiếp lắm. Tại vì các bạn biết sao không? Cái này là nó là giống là một cái hạng nặng nè các bạn à. Đó, cho nên là về cái vấn đề mà chúng ta vận chuyển nè, hoặc là những cái va chạm này kia đó, là nó rất là dễ xảy ra hơn cái cặp súp đơn. Tại vì cái phạm vi của nó lớn, to sát, gồ ghề, cho nên là chúng ta dễ bị cấn chỗ này chỗ kia, hay là đụng đầu này đầu nọ lắm. Cho nên là về cái vấn đề là nó phải cần chất lượng hơn cả cái súp đơn luôn nha các bạn nha. Đó, cho nên là các bạn thấy mình hơn dày khủng khiếp lắm. Cái này thì nó dày khủng khiếp lắm rồi các bạn à. Các bạn nhìn, các bạn thấy nước sơn này, các bạn cũng đã biết nó dày như thế nào rồi. Đó. Còn ở đây là không phải là mình thiên vị về cái đơn hay là cái kép như thế nào nha các bạn. Đó. Còn cái phần này là phần cái súp đơn. Súp đơn này thì nói chung nó gọn, chúng ta bưng bê nó dễ dàng hơn. Và cái phạm vi nó nhỏ, nó sẽ không cọ quẹt bất cứ một cái thứ gì đó, nó ít có xảy ra về cái vấn đề đó nha các bạn. Cho nên là chúng ta sơn cũng dày, nhưng mà nó dày vừa phải thôi. Còn cái cặp súp kép này nói về cái độ dày á, thì theo cái bản thân của mình á, thì cái cặp súp kép này mình sơn nó cực dữ lắm. Tại vì cái súp kép này là chúng ta phải cần cho có cái độ dày nó rất là cao. Cái thứ nhất á, là mình đi show, đi sự kiện đồ này kia, mấy cái này là khi mưa đồ này kia bão rồi đó, là chúng ta không có ginh chạy liền được các bạn. Đó, cho nên là có thể là chúng ta để nó ở ngoài mưa. Cho nên là về cái vấn đề sơn là nó phải cực kỳ chắc chắn hơn cái súp đơn này. Cái súp đơn này á, có thể nói là nếu như chúng ta đậy nó, là chúng ta chỉ cần một cái tấm ga hoặc tấm cái suông nhỏ thôi là chúng ta đã đậy nó giáp rồi. Còn cái súp kép này nó rất là lớn, có thể nói chúng ta vẫn đậy chứ không phải là chúng ta để ở ngoài mưa để chúng ta đánh, nhưng mà nó chiếm nhiều cái diện tích của cái tấm cao su, tấm ga của chúng ta dữ lắm. Có thể là chúng ta che nó bít được bên kia nhưng mà nó vẫn còn hở bên đây. Đó, cho nên là về cái vấn đề sơn nó cần phải chất lượng hơn, tại vì cái rủi ro nó mắc mưa nó cao hơn cái súp đơn nha các bạn nha. Cho nên là mình làm cái gì đó thì mình cũng phải suy nghĩ. Như cái súp đôi như thế này mà chúng ta trồng full lên nữa thì mỗi một lần mưa gió mà chúng ta di chuyển là không bao giờ di chuyển được. Cho nên là nó phải cần cái độ chống thấm tuyệt đối. Và cái độ chống thấm thật sự là cao. Thứ nhất là nó nặng nề, chúng ta di chuyển nó rất là khó khăn. Cái thứ hai là
chúng ta tốn nhiều cái diện tích của cái tấm ga để mà chúng ta đậy. Có thể nói là gió nó phất đi cái tấm ga bất cứ lúc nào, cho nên là về cái vấn đề chống thấm là thằng này nó nhất định nó phải hơn thằng này. Đó, cho dù mà khách có mở miệng mà nói là mà phân bì tại sao cái súp đó không dày bằng cái súp này, thì mình cũng xin nói đó là một cái lý do gọi là chính đáng nhất và thiết thực nhất. Và cái lý do đó là chính bản thân của mình đã biết trong cái hoàn cảnh là đi show và trong những cái thời tiết như thế nào, là chính cái bản thân mình đã biết được, cho nên là mình sẽ cố gắng làm cho cặp súp kép này nó tuyệt vời hơn nha các bạn nha. Đó là một cái lý do. Thì lần này các bạn thấy không, mình làm cái lưới nó rất là có duyên nha các bạn. Cái lưới nó rất là có duyên. Cái lưới này nó tựa giống như BSD vậy các bạn ơi, nhưng mà không phải đâu. Và có những anh em thì kêu mình á là dán tem này tem nọ đồ lên. Nếu anh em đặt hàng bên mình mà tin tưởng và thương tình thì mình sẽ gắn cái logo của mình là chữ HT màu trắng ở đây. HT tức là Hoàng Tấn là tên của mình thôi. Còn các bạn mua về, các bạn thích cái tem nào hay hoặc cái mẫu nào hay hãng nào thì các bạn mua, các bạn tự dán nha. Chứ còn mình ở đây là mình không thể nào mà tạo ra cái sản phẩm mà đem cái tên của người khác để đưa ra đây được. Cái phần đó các bạn thông cảm bỏ qua nha. Và mình sẽ không làm cái chuyện đó bao giờ. Thì mình cũng có cái ước mơ, nếu sau này mình có cái máy CNC đó các bạn, để mà mình khắc cái chữ lên trên cái vỏ thùng á. Đầu tiên á, cái điều mà mình mơ ước những chỉ có chữ HT là chữ Hoàng Tấn thôi. Ngoài ra mình không khắc bất cứ một cái chữ gì trên này hết. Tại vì có những anh em họ thích á, họ thích ga rẻ giống như là chúng ta đang xài một cái hàng gì đó mà nó nhập khẩu. Nhưng mà các bạn thấy cái gì nó thật là nó thật, còn cái gì nó giả là nó giả. Bây giờ các bạn có dán cái tem của cái nước Mỹ hay là nước Pháp, nước gì ở trên cái đây đi nữa, thì các bạn hiện tại các bạn cũng đang ở tại cái đất nước Việt Nam. Và cái điều rất là quan trọng nữa đó chính là cái chất lượng. Nó các bạn muốn tiền nhiều thì các bạn mua đồ nhập về xài, chứ các bạn đừng cứ xài cái đồ giả. Có anh em rất là xài đồ giả nha. Cấu hình hỏa tiễn ở trong lo toàn là lo thường không, không có lo nào ta cao cấp hết. Người ta thích cái cấu hình các bạn, cái cấu hình nước ngoài, nhưng mà cái chất âm thì cái chất âm của Việt Nam, của người Việt Nam. Tại vì không phải là mình chê về cái vấn đề mà nói người Việt Nam hay là người nước ngoài gì hết, mà là người Việt Nam cũng có người khôn kẻ khờ, và người nước ngoài cũng có người khôn kẻ khờ các bạn. Chứ không phải là ở nước ngoài là dữ, không phải hàng nước ngoài là dữ đâu, không nhất thiết như thế đâu các bạn. Ở nước Việt Nam hay nước ngoài gì cũng vậy hết, đều là con người giống như nhau hết. Cũng có người thông minh, cũng có người khờ khạo. Mình muốn nói thẳng luôn là để sợ nhiều khi các bạn giận thôi, chứ mình nói người ngu kẻ khôn là nước nào cũng có hết, chứ không phải là riêng nước Việt Nam mà ngu, mà ở nước ngoài là họ khôn. Mà cái hàng của Việt Nam là hàng kém chất lượng, mà hàng nhập lúc nào cũng chất lượng là không phải các bạn. Có những anh em họ mua những cái món hàng từ nhập khẩu từ nước ngoài về luôn, mà hàng bãi đó, mua về cũng đâu có xài được các bạn. Xài thời gian xong chán quá cũng kêu bán bỏ. Nhưng mà mang tiếng nha, mang tiếng là hàng đó là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Nhưng mà các bạn đừng có quan trọng về cái vấn đề đó quá các bạn. Cái điều quan trọng nhất là khi họ mướn cái vàng của mình về để phục vụ cho gia đình của họ, họ trả tiền các bạn một cách như thế nào, họ trả tiền trong một cách buồn bã, một cách giận dỗi, một cách không hài lòng, hay là họ trả cho các bạn một kiểu cách vui vẻ và xứng đáng. Nó các bạn nên nhớ một cái vấn đề đó, các bạn đừng có suy nghĩ về cái vấn đề mà nói lợi đó nhất định là phải đồ nhập, đồ xịn, hàng cao cấp, không quan trọng đâu các bạn ơi. Quan trọng là khi họ nghe nhạc của các bạn họ hài lòng. Và cái thứ hai nữa đó, khi họ cầm cái micro lên để mà họ thể hiện cái bài ca tiếng hát của người ta thích, người ta muốn thể hiện cho tất cả mọi người cùng nghe trong cái đám đó.
Đó, và cái điều đó là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là chúng ta xài một cái thùng đó của thằng nước ngoài hay nước nào mình cũng không cần biết các bạn. Việt Nam mình nói chung là cũng nhân tài đầy các bạn ấy, chứ đâu có cần phải xài của hàng nước ngoài đâu. Con cái là các bạn thấy những cái nhân tài của Việt Nam mình thì nước ngoài rước đi ngoài hết đây, đâu có còn ở đây. Tại vì mấy người đó người ta nghĩ ở Việt Nam là phí phạm, tại Việt Nam không phát triển được, cho nên là người ta ở ngoài nước ngoài, người ta rước đi nước ngoài hết. Các bạn có nghe từng nghe là những cái mà những cái câu chuyện, những cái mẫu chuyện mà nói ở người Việt Nam mình, những cái người mà khôn ngoan, những người học cao hiểu rộng đều được sống ở nước ngoài hết, là tại sao? Tại vì họ nước ngoài họ cần cái nhân tài, cho nên họ rước về anh bệnh hết, họ lo cuộc sống gia đình từ A tới Z hết. Đó, còn có những người họ rất là tài giỏi, họ rất là thông minh, nhưng mà họ không thích sống ở nước khác. Đó, hoặc là họ không có điều kiện để đi thì họ vẫn sống ở ở ở Việt Nam. Đó, cho nên là các bạn đừng có suy nghĩ và suy diễn về cái vấn đề mà hàng đó là hàng nhập khẩu hay là hàng nội địa gì, các bạn đừng có suy nghĩ điều đó. Bây giờ mình sẽ quay cái khúc sau cho các bạn xem. Đó, thì cái chạm loa thì mình sẽ âm nó bên ở phía sau, nhưng mà nằm một bên nha các bạn nha, nằm một bên. Tức là khi các bạn để nó như thế này thì hai cái chạm nó sẽ gần nhau. Hai cái chạm nó sẽ gần nhau. Còn nếu như chúng ta để ngược qua lại thì cái chạm nó sẽ xa nhau. À, tức là nó nằm bên trái hoặc là bên phải. Mình để như thế này là nó là tỷ lệ thuận, nhưng mà cuối cùng là nó là tỷ lệ nghịch, nhưng cuối cùng các bạn nhìn thì nó thuận. Chẳng hạn như bây giờ các bạn muốn dây nó dài thì các bạn cứ sang cái vỏ này qua bên đây thì nó nằm quế bên kia, các bạn câu vô thì nó gần. Còn cái này bên đó thì nó các bạn để giữa thì nó sẽ ngắn cái dây điện lại. Còn các bạn dây điện dư thì các bạn muốn để bên nào các bạn để. Đó, thì cái đó là mình thiết kế như thế. Và cái vỏ bên đây cũng vậy luôn. Đó, cái vỏ súp 50 đơn bên đây cũng vậy nha các bạn nha. Nó cái này thì nó nhất định nó phải nằm ở khoảng giữa rồi. Đó, thì cái lưới này các bạn xem không? Chiến này mình làm nó thật sự mà rất phải nói là chắc chắn cực kỳ các bạn nha. Đó, nó không có bị tè bị gung đâu. Về cái phần lưới này các bạn đừng có lo, mình làm nó rất là chắc chắn. Ở đây thì mình có dập bằng tay nè các bạn ơi. Làm hai miếng lưới này nó cực như con dồi vậy. Mà cố gắng làm sao cho cái sản phẩm mình nó đẹp. Thì mình làm cái viền này để làm gì? Để tạo cho một cái gân sống, để nó cái miếng lưới chúng ta nó được cứng cáp hơn. Còn nếu như chúng ta sổ cái lưới nó cái kiểu mà sổ không có cái gân này thì cái lưới nó chắc chắn là nó sẽ mềm các bạn, nó quánh, nó bị vũ, bị tè. Còn như các bạn làm như thế này thì phải nói là cực kỳ là cứng cáp luôn. Đó, tuy rằng mình không phải là cái nhà sản xuất các bạn, nhưng mà mình làm cái gì đó cũng phải cho nó ra trò ra chuyện các bạn ơi. Tại vì mình cái khả năng mình nó không có, cái khả năng về cái vấn đề tài chính không có, thì cái khả năng trí tuệ mình cũng phải có được một chút nữa mới đánh được cái vào cái con mắt thị trường các bạn ơi. Chứ bây giờ thì nói chung là những anh em xài đồ cao cấp, các bạn thấy người ta xài hàng khủng lắm, các bạn nhìn thấy đẹp lắm. À, mình thiết kế được hai quay nha các bạn, mỗi một bên là hai quay sắt để chúng ta bưng bê cho nó dễ. Còn cái súp đơn này là chỉ có một bên, mỗi một bên chỉ có một quay duy nhất thôi. Đó, thì mình sơn mấy cái lần này các bạn thấy không, cái sần này á, là cái sần mịn, sần bóng nha các bạn nha. Nó gai lớn nhưng mà sần bóng. Bóng để làm gì? Để chúng ta lau chùi cho nó dễ các bạn. Còn cái sần cát đó mình sợ dữ lắm mà. Nó lên móc rồi là khỏi kỳ luôn các bạn, khỏi khỏi có chà ra được đâu. Tại vì các bạn thấy cái sần mà cái sần cát đó, thì thứ nhất á là nó nhuyễn, và cái thứ hai nữa là nó có cái độ giống như là cái bóng mờ các bạn. Nó mờ cái thùng mình xuống nhìn nó thì nó có vẻ nó cũng có cái độ mạnh mẽ thiệt. Nhưng mà về cái vấn đề mà vệ sinh mà để lau chùi cái vàng thì nó thật sự mà nó gây rất là khó khăn. Đó, cho nên là mình sơn cái này các bạn thấy không? Nó rất là dễ lau chùi nè. Các bạn thấy cái nước sơn của mình không? Đó, mình sơn cái này các bạn thấy tới công chuyện luôn ha. Cái cặp súp kép này giữ thật nước sơn lắm nha các bạn nha. Đó, nhưng mà phải nói là nó là chống thấm 100%. Bây giờ các bạn cứ đem nước các bạn tạt lên đây cũng không sao nữa các bạn. Đó. Bên đây cũng vậy luôn. Đó, như mấy cái chỗ mà dơ dơ các bạn thấy không, mình lấy tay mình lau cái một sạch trơn. Đó, còn như mấy anh em mà
những cái người khách mà kêu mình sơn cái sàn cát đó, sàn cát mà bóng mờ đó các bạn thấy gì chứ dở lắm. Các bạn xài cái thời gian đầu á, chưa có mà tiếp xúc với lại cái không gian rồi đó, thì nó không có bị dính sình, dính cát, dính bụi rồi đó, thì nó đẹp thiệt các bạn. Nhưng mà tới khi mà nó đã đi một thời gian, nó sẽ bám bụi vô rồi, thì các bạn khó mà vệ sinh cho nó sạch được lắm. Còn cái thằng này nó phải nói là nó cực kỳ là sạch luôn. Các bạn chỉ cần lau nhẹ qua là sạch, lau nhẹ qua là sạch. Đó. Mà cái thằng này là nó tuột nước nha các bạn nha. Tại vì nó là cái loại gai bóng, nó nước đi vô đây là tuột xuống hết, nước đi là tuột xuống hết, không bao giờ còn bám là một miếng mà nước nào ở trên mé bên hông này được các bạn. Cho nên là cái độ bền nó rất là cao. Thì lưới này các bạn thấy mình làm cũng cực lắm nha các bạn. Mình làm một cái hoa văn nó nằm ngay giữa, các bạn thấy đơn giản vậy chứ không phải đơn giản các bạn ơi. Làm nó rất là cực. Rồi bây giờ mình sẽ đem hai cái tấm lưới qua mình lắp luôn cái hai cái súp còn lại, tức là cái súp kép, cái súp đơn này luôn nha các bạn nha. Để mình quay cho các bạn xem là bốn cái này khi mà nó thành phẩm tất cả coi là nó có cái hình dáng nó đẹp như thế nào nha các bạn nha. Thì nói chung đẹp thì không bằng ta các bạn ơi. Nhưng mà mình bao với các bạn là cái chất âm nha các bạn nha. Đó, thì một khi mà tất cả chúng ta đã dấn thân vào cái đam mê âm thanh này á các bạn, thì thật sự mà nói cái máu lửa lắm các bạn. Giống như là một cái tình trạng mà ai cũng vậy hết, ai cũng muốn mình là đệ nhất thiên hạ hết các bạn. Nhưng mà mình nói thật với các bạn cứ đi. Các bạn đi cho tới suốt cả cuộc đời mình coi các bạn có lên được cái đỉnh cao nhất của âm thanh này hay không. Không có được đâu các bạn. Có chăng đi nữa, chỉ là một vấn đề là con ai nấy cưng thôi các bạn. À, cái lòng của chúng ta con ai nấy cưng, nó giống như cái vàng của mình thì mình quý. Vàng của người khác thì họ tự họ quý. À, vàng của mình thì mình nói mình giữ. Vàng của họ thì họ nói họ giữ. Chỉ có một cái vấn đề đó thôi, chứ thật sự chưa có ai có thể mà bước chân mà lên tới đỉnh của cái thế giới âm thanh này được hết các bạn. Người này hay thì có người khác hay hơn. À, nói như thế các bạn. À, cho nên là mình chơi là chơi để chơi cho thỏa lòng đam mê và cho thỏa lòng cái bản thân của mình thôi. Chứ còn nói mà hai cái chữ mà thành công thì có thể nói là suốt cuộc đời này cũng không chạm được đâu. Đó, cho nên là có những anh em mà họ đồ của họ thì lúc nào họ cũng kêu ca, họ nói là đồ của họ giữ, ai cũng nói vậy hết. Đó, nhưng mà các bạn muốn so sánh một cái âm thanh này cho đúng á, là thứ nhất á, là trong lòng của các bạn không có sự đố kỵ. Đó, và cái thứ hai nữa phải phân minh. Đó, tức là chúng ta phải công bằng. Đó, chúng ta muốn so sánh một cái âm thanh á, đó, chúng ta phải cần có đủ những cái yếu tố đó. Và một cái phần rất là quan trọng nữa là chúng ta phải nghe chi tiết, chúng ta phải biết thưởng thức. Đó, chúng ta phải nghe chi tiết và chúng ta sẽ biết, phải biết thưởng thức. Và chúng ta biết phân tích cái âm thanh ra, chúng ta mới có thể đánh giá một cái dàn âm thanh thật thụ. À, tức là chúng ta phải phân biệt nè, bát nè, chép nè, chung nè. À, chúng ta nghe bát nó có mềm hay không, nó có sâu hay không, nó có dứt khoát hay không. Còn chép nó có nhuyễn hay không, và cái tiếng nó có sáng hay không. Cái tiếng ca của chúng ta nó có được cái tiếng mít tốt hay không. À, tiếng bát nó có dày tiếng hay không. Và cái tiếng chép nó có sáng hay không, cái tiếng xì nó có dữ hay không. Các bạn thấy gì chứ muốn nghe một cái dàn âm thanh để mà chúng ta đánh giá một cách chính xác, thật sự phải nói là nó rất là khó khăn. À, nhưng mà chúng ta ở đây, chúng ta đang phục vụ cho ai? Cho khách. Nhưng mà những cái người khách đó, họ cũng không bao giờ họ khó tánh tới mức độ như thế đâu các bạn ơi. Có chăng đi nữa thì chúng ta chỉ là đang cạnh tranh giữa bầu xô và bầu xô thôi. Chứ còn chúng ta chưa từng biết là cái người khách đó, người ta mướn mình lại không khi nào người ta hỏi anh đang xài loa gì,
anh đang xài cấu hình gì ít có lắm các bạn ơi. Đấy, có chăng đi nữa thì có những anh em họ biết chút đỉnh xong cái họ đòi hỏi này kia thế, chứ thật sự mà nói mình hồi đó giờ mình đi show chứ chưa có khi nào mà có cái người khách nào ra ồ anh xài lo gì vậy, hay là anh xài cái cấu hình vậy, không có đâu các bạn ơi. Đó, chỉ cần người ta loại người ta ca cảm thấy nhẹ nhàng nhạt nhẽo đồ đâu đó ngon lành, người ta trả tiền các bạn ngọt xớt vui vẻ bình thường, có thiên người ta trả hơn nữa các bạn. Đó, thì có những anh em á mình thấy cái tánh họ ngộ lắm bạn, họ lúc nào cái đồ họ cũng giữ hết trơn mà cái đồ người khác thì không có giữ các bạn ơi. Đó, cho nên là những anh em đó mình nghĩ chắc cũng suốt cả cuộc đời cũng không có thành công được đâu. Tại vì các bạn biết sao không? Họ biết được nhiều đó, họ tưởng là họ là đệ nhất thiên hạ rồi, họ không muốn học nữa. Đó, thường thường người ta nói nhà bác học không ngừng học các bạn. Người ta đã giữ, người ta đã là mang tiếng được là nhà bác học rồi, nhưng mà họ vẫn không ngừng học để họ phát triển. À, còn những cái anh em mà mở miệng ra cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hay, các bạn thấy những cái người đó không có gì để hay chứ. Tại vì họ nghĩ họ biết nhiều đó là họ biết hết thế giới rồi các bạn. Cái thế giới này á nó còn nhiều á, giống như là một cái sa mạc cát vậy đó các bạn. Giống như một cái sa mạc cát vậy đó. Nó còn rất rất là cái nhiều cái điều mà để chúng ta còn học hỏi rất là nhiều hơn nữa đó các bạn. Nhưng mà tại vì các bạn nghĩ là các bạn đã giỏi rồi, các bạn đã hay rồi, thì tới đó thì các bạn cứ dậm chân tại chỗ rồi lấy miếng lưới này là lắp vô luôn. À, thì cái này nó cũng có bụi chút ít nữa các bạn nha. Tại vì mình nhà mình làm thùng rồi thêm nhà chú kế bên làm gỗ thêm cái nữa cho nên nó hơi bụi. À, thì cái cặp súp này, cặp cái mẫu này thì cái thời gian gần đây thì được nhiều anh em chọn. Là các bạn biết sao không? Mình nâng cái chiều cao này lên để làm gì? Để cái vàng của chúng ta nó xổm lên cao chút xíu. Khi mà chúng ta đặt cái phun lên thì cái phun nó sẽ không nằm đà dưới đất. Thứ nhất là chúng ta tránh được cái gì? Tránh được cái sự hú hí của cái phun. Và cái thứ hai nữa, cái cấu hình nó nhìn nó hơi cao cao như thế này thì nó sẽ đánh phủ cái nhà tiệc tốt hơn. Đó, các bạn thấy vậy, với cái vụ mà thấp cao này nó cũng hơi quan trọng. Đó, nhầm người thì họ phải xài cái tủ cách xê các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn thấy những cái dòng mà titan, những cái dòng mà kêu bằng hỏa tiễn rồi các bạn. Thì họ ưa có xài cái tủ cách xê lắm. Tại vì để ở dưới là nó hú như đâm họng heo liền. Với lại nó không đi xa, cho nên là bắt buộc đi đâu cũng phải mang cái tủ cách xê theo hết. Đó, cái điều đó là cái điều bắt buộc. Cái điều bắt buộc các bạn. Nếu các bạn không xài cái tủ cách xê mà cho nó hút cái đầu người ta rồi thì khỏi ca luôn. Đó, chứ hay ho gì các bạn ơi. Mình nó thật sự với các bạn, mình kết nối vô cặp súp 5 với cặp môi to 2 tấc của mình. Mình đứng ở giữa này mình ca thoải mái, ca ngon lành mà không sợ hú hí luôn đó các bạn. Không phải là mình giỏi mình hay gì, mà cái vấn đề mà mình để mà mình lắp ráp và mình kết hợp nó đúng mới được các bạn ơi. Chứ không phải là các bạn xài đồ hiệu, đồ giữ là nó giữ đâu, không phải đâu. Các bạn thấy gì chứ, nghe trên thế gian này các bạn sống càng đơn giản thì càng tốt các bạn. Đó, còn nếu như các bạn mà có cái tính mà cầu cao á thì những anh em đó tốn tiền nhiều. Tại vì biết sao các bạn? Các bạn muốn lúc nào mình cũng là người giữ hơn người khác thì trước tiên là các bạn phải tốn tiền, gọi là đầu tư. À, các bạn không có tiền các bạn không có làm được cái gì. Các bạn muốn xài đồ giữ mà các bạn không có tiền thì cũng thua luôn. Mình nói thật với các bạn luôn nha, không phải là mình khi dễ đâu. Có những anh em đem đóng tiền chà bá luôn, đi mua nguyên cái vàng về chưa biết là ở trong đó nó là cái loa gì, hoặc là nó xài cái phân tần gì luôn, các bạn tin không? Và những cái cục men đó còn chưa biết nó chạy được bao nhiêu con, nó chỉ nấu qua miệng thôi. À, cái người bán người ta nói con này chạy bao nhiêu con, nó đánh được cái cặp gì thì nghe cái miệng của người ta nói rồi về mới truyền lại cho người khác khi mà người khác hỏi. Chứ thật sự mà nói mình không phải mình khi dễ đâu, nhưng mà mình nói thật, mình nói mình không sợ ai giận đâu các bạn. Nói đúng là được, chúng ta đừng nói bậy là được. Mình nói bậy là mình nói vu khống cho người ta đó. Mình nói vu khống cho người ta, cái thứ nhất là người ta biết được đó. Là ba mặt một lời, mình cũng không có gì mà để nói với người ta được. Tại vì mình đang nói sai,
Và cái thứ hai nữa đó là cái khẩu nghiệp. Chúng ta nói oan ức cho người khác, chúng ta nói sai sự thật là cái khẩu nghiệp nó lớn lắm. Đó, chúng ta có hai thứ mà không thể nào nói ra được. Thứ nhất á, chính là vu khống người ta. Tới khi mà cái chuyện đã xảy ra rồi, mình không có cái gì để mà nói. Tại vì mình đang nói nó vu khống cho người ta mà. Cho nên là cái lúc mà đối diện lẫn nhau, mình không có còn gì để nói. Và cái thứ hai nữa, cái khẩu nghiệp nó rất là lớn. Tại vì mình nói oan nói ức cho người ta. Đó, mình đang nói bậy. Đó, thì mình cũng nói là nói thật sự luôn. Bây giờ nếu như mình nói cái điều đó không có thì mình hoàn toàn chịu trách nhiệm. Có những anh em cầm đóng tiền, lo hư thì chở đi sửa. Đó. Công sức hư thì chở đi thợ, chứ thật sự chẳng có biết được cái gì ở trong chổng hết. Đó. Mà mở miệng ra là mình xài đồ dữ không nha. Đó. Mình xài đồ dữ không đó. Dàn tôi là mấy trăm chai, mấy chục triệu, mấy gì không à. Nhưng mà cuối cùng mình không biết khỉ móc cái chăng ta, toàn ta xỏ mũi mình đi. Tới cái vàng mà nó bị trục chặt này kia, còn không biết đường xử lý, nó một hai phải điện nhân viên xuống để set up hoặc là để chỉnh sửa. Các bạn chơi cái kiểu đó là các bạn đốt tiền. Đó, nhưng mà các bạn cũng chẳng hay ho gì, chẳng qua là các bạn có tiền thôi. Chứ nếu như thật sự mà ông trời ông xây chuyển cho các bạn không có tiền, các bạn cũng không chơi được luôn. Tại các bạn biết gì đâu chơi. Tất cả các bạn đều giải quyết bằng tiền. Các bạn đem tiền các bạn quăng ra để các bạn mua cái đồ chơi đó thôi. Chứ thật sự các bạn chẳng có hay gì. Mình ở đây á, mình cũng chẳng có hay gì các bạn. Nhưng mà mình đỡ hơn các bạn rất là nhiều. Vì những sản phẩm này đôi bàn tay mình tự tạo ra. Mình tự thiết kế, mình tự đóng, tự làm. Mình đỡ hơn các bạn đó. Các bạn thấy gì chứ, các bạn tạo ra một cái loa thì nó phải nói là cực kỳ khó. Mà tạo ra một cái vỏ để tạo cái buồng hơi nó, để cho nó tạo cái âm đó, cũng là một cái không dễ dàng nha các bạn. Các bạn nên nhớ rõ điều đó. Đó, cho nên là về phần âm thanh thì mình làm cũng, nếu tính theo cái thời gian hiện tại thì chắc có lẽ là mình cũng bước chân được nửa đoạn đường. À, tức là các bạn có cái loa mà các bạn không có cái vỏ, các bạn xài được không? Đâu có được. Có loa là nhất định phải có vỏ. À, mà mình làm cái loa không được thì mình cũng làm cái vỏ được nha các bạn nha. À, dù gì mình cũng đỡ hơn các bạn nhiều. À, mình nói thì nói chung cái con người mình thì nó cục mịch như thế. Mà mình nói thẳng, mình không sợ ai hết các bạn. Tại vì mình một khi mình đã làm đúng, mình nói đúng rồi thì mình chẳng có sợ ai hết. Rồi thì cái video hôm nay thì nói nhiều vậy đó. Thì các bạn muốn chửi thì cứ comment chửi nha. Nhưng mà những cái điều mình nói trong cái video ngày hôm nay thì cũng giống như là một cái lời chia sẻ chân thành, nếu như các bạn suy nghĩ đúng. Còn nếu như các bạn suy nghĩ ngược chiều thì có thể nói là các bạn nói là mình đang dạy đời vậy này vậy kia. Đó, cái phần đó mình không dám đâu các bạn ơi. Không dám dạy đời ai hết. Nhưng mà cái đó là cái điều chia sẻ thật sự chân thành trong lòng của mình nha các bạn nha. Rồi thì một lần nữa thì mình xin chúc cho tất cả các bạn và các anh chị em bên đội ngũ YouTube, xin chúc cho toàn thể các bạn luôn luôn có một cuộc sống thật là an lành. Và mình sẽ xin khép lại cái video tại đây. Hẹn với các bạn là một cái video kế tiếp nữa. Rồi mình xin kính chào.